Tại tỉnh An Giang, trong khuôn khổ Ngày hội Khách hàng năm 2023, Tập đoàn Lộc Trời đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân và Liên minh Hợp tác xã tỉnh An Giang về việc tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh An Giang. Tại ngày hội, Tập đoàn Lộc Trời cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ xuất khẩu năm 2024, ký kết các đơn hàng cung ứng gạo, cung ứng lúa tươi, cung ứng phụ phẩm lúa gạo, cung ứng trấu viên năm 2024, cung ứng giống và vật tư nông nghiệp với các đối tác, các đơn vị, doanh nghiệp. Trước đó, vào ngày 2 tháng 11 tại Hà Nội, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte, Tập đoàn Lộc Trời và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp của Hà Lan đã ký kết và trao đổi ý định thư tài trợ gói tín dụng 90 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 2.100 tỷ đồng để sản xuất nông nghiệp bền vững.